Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy để pin của điện thoại Lenovo K5 Play với tên mã là BL289, dung lượng pin 3030 mAh đang chờ thay mới tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần pin, pin của điện thoại Lenovo K5 Plus, K5 Play lỗi hỏng, pin sử dụng nhanh hết, sử dụng lúc được lúc không, chập chờn, treo đơ, khởi động lúc lên lúc không. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, di động cao cấp.vn có chứa tất cả các linh kiện của điện thoại Lenovo K5 Plus nói chung và pin của điện thoại Lenovo K5 Plus, K5 Play nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới pin cho điện thoại Lenovo K5 Play nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới pin cho điện thoại Lenovo K5 Play, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn để chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Lenovo K5 Play hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video.